Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB. Mình xin chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ các bạn ơi. Hiện tại mình đang ở đảo trời. Và ngày hôm nay mình sẽ lên đảo trời để mua một thanh kiếm các bạn ạ. Các bạn ạ, các bạn nhìn mình đấy, các bạn biết đấy. Mình vì quá cùi các bạn ơi. Quá cùi nên là mình phải đi mua kiếm các bạn ạ. Này, các bạn nhìn nào. Hiện tại mình đang dùng cái chùy để chùy cùi để các bạn ạ. À, nhìn thì có vẻ khét đấy nhưng thực ra nó là một cái đồ rất rẻ tiền. Nó mua với giá, mình mua với giá là hình như có 25k hay sao ấy. Mình muốn này, mình muốn lên đảo trời. Các bạn hãy nhìn đi, số tiền của mình có đấy nè, 616.000 tiền. Có một thanh niên đang farm tiền này. Ok ok, mình đi thôi, đi thôi, đi thôi. Let's go đi thôi, mua thanh kiếm ngon ngon tí các bạn ơi. Let's go. Các bạn thấy được không? Trên đây, trên đảo trời có một người bán kiếm. Đó. Mình hôm qua mình mới cày tiền ở trên đây, mình mới tìm hiểu ra xong các bạn ạ. Nhưng mà nói chung trong tất cả những chỗ cày tiền trên đảo trời này là phế nhất các bạn ơi, thề luôn, phế dã man luôn. Mỗi lần mình cày tiền xong á, mình phải trèo mấy nghìn bậc cầu thang để lên trời đúng không các bạn ơi. Đấy, ok ok. Đây này, cái chỗ làm nhiệm vụ là chỗ thanh niên này các bạn ơi. Đó, chỗ mua kiếm là chỗ thanh niên này này. Ok ok, man. À, cái gì đây? Ai wing mình đây? Thanh niên là wing mình đây. Đừng wing. Ui giời ui. Vừa trèo được lên đây thì có một thanh niên nó đang đòi wing mình này. Gì mà căng với anh ơi. Trốn. Tốt nhất là mình trốn đi. Trời ơi, mình đang yếu mà các bạn ơi. Rồi ok ok. Mua nhanh cái kiếm mới được. Ok, mình sẽ mua kiếm ở đây các bạn nha. Này nè. What the. Mẹ gì mà căng thế nhỉ. Hay solo trận luôn các bạn ơi. Mẹ thanh niên này không cho mình mua kiếm ở đây các bạn ơi. Này, sao mà căng thế nhỉ? Mình đang phải trốn hắn này. Thế kìa, nó không cho mình mua kiếm ở đây các bạn ơi. Này thì trốn với chúng tôi này. Này thì trốn với chúng tôi này. Tuổi gì? Gái với mình. Mình cho đi luôn nào. Thích solo không? Solo man. Này thì solo với chúng tôi này. Solo với chúng tôi này. Này thì solo với chúng tôi này. Solo chúng tôi này. Đây. Ây giời. Tưởng bạn. À đủ. Cái gì đây? Làm sao, mua đốt in up à? Trời ơi, tưởng thế nào thì solo. Ok các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mua này, đạo đao này thì 1 triệu cơ. Mình không có tiền các bạn ạ. Đấy, nên là mình mua cái con gươm 2 đầu nha các bạn nha. Với giá là 400.000 mua. Anh mua con gươm 2 đầu này. Con gươm 2 đầu của anh đâu rồi? Đâu đây, đây. Kiếm gươm 2 đầu màu tím. Trang bị vào. What the. Lô vải khét như thế chứ bạn ơi. Chà. Chà. Ui ui. Wow. Các bạn nhìn mình này. Ngầu chưa. Ngầu lòi luôn. Ui. Luyện cho nó ít thông thạo mới được. Bây giờ đi luyện thông thạo cho nó nha. Bây giờ muốn nhảy. Ăn cái hòm này đã. Nên đây ăn kiếm cái tiền nào. Mình đang nghèo. Thôi. Đi để luyện thông thạo các bạn nha. Bây giờ xuống đây mình luyện thông thạo nào. Biu. Có thanh niên nào ở đây không? Hello. Ui bạn ơi. Hey, cha. Ui bọn này khỏe quá. Luyện thông thạo nào cho. Tiêu diệt mấy con quái luyện thông thạo xem là cho lên thông thạo 20 các bạn nha. Xem là cái kiếm này có gì hot không? Xem là cái kiếm này có gì hot không nha các bạn nha. Đến làm sao mà bắt được anh? Đang luyện thông thạo đây, Làm sao mà bắt được anh? Yeah. Được rồi, kia rồi. Kia rồi bạn ơi, cho lên thông thạo 20 các bạn nha. Nào, đến đây. Come on baby. Làm một phát nữa nào. Rồi ok, bắt đầu chém thôi, bắt đầu dùng kiếm để tấn công thôi. Một. Ui giời, lên thông thạo như điên luôn các bạn ơi. Lên hạn thông thạo bao nhiêu rồi đây? Lên thông thạo này. Lên thông thạo 31 rồi. Lên thông thạo 31 đúng không? Thử nào. Boom. Ui quay kiếm luôn các bạn ơi. Ui giời. Ok. Lên hạn thông thạo 39 luôn các bạn nha. Ghê. Quá khét luôn nên tiếp tục nào. À cái thông thạo tiếp nào cho lên thông thạo 100 luôn cho nó khét luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì thanh gươm 2 đầu này của mình đã luyện được đến thông thạo thứ 105 và mình có 2 chiêu đó chính là phong sát các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình đang trên đường đến nhà tù các bạn ạ.
mình đang trên đường đến nhà tù với con thuyền buồm mà cướp biển của mình. Mình đến đây và mình sẽ cố gắng đánh bại con boss. Hy vọng mình may mắn, mình sẽ nhặt được một cái áo choàng các bạn nha. Ok không các bạn ơi, hy vọng là mình sẽ là người may mắn các bạn ơi. Rồi let's go, đi thôi. Ok các bạn ơi, sau khi đổi mấy lần máy chủ thì con boss nó cũng đã xuất hiện ở kia rồi. Mình ra nhận nhiệm vụ và đấu với nó các bạn nha. Hy vọng là mình sẽ nhận được cái áo các bạn ơi. Thèm cái áo choàng nó quá các bạn ạ. À. Nhưng mà con boss này không biết có mạnh không các bạn ơi. Mình thì mình chắc là mình đủ tự tin để đấu với nó đấy các bạn ơi. Chiến với nó nha. 1, 2, 3. Bật skill lên đã, bật trái cấm lên đã. Boom, ok. Một trưởng đầu tiên, con nợ này mình không thắng người ta đâu. 2 kill này. Tiếp tục lĩnh chiêu này. Nó tấn công mình. Tiếp tục lĩnh chiêu của anh này em ơi. Tiếp tục lĩnh chiêu của anh em ơi. Úi giời ơi, chưa chắc đã thắng anh đâu em ơi. Úi giời ơi, nó dùng chiêu đây. Cẩn thận với con này, con tướng này nó dùng chiêu đấy. Tên boss này, Swag này, ghê đấy bạn ơi. Nhưng mà chưa chắc đã thắng anh nhân đâu. Úi ui, anh nhân được solo với nó này các em ơi. Chiêu của bạn quá thường, chiêu của bạn quá tầm thường. Xem ra đây, chiêu của bạn quá tầm thường các em ơi. Chiêu của mi quá tầm thường. Xem ra đây, úi giời ơi, kìa, lôi. Lỗi kỹ thuật, boom. Này thì nhờ mấy anh này. Thay đổi liên tục các bạn ơi. Ai, đau. Thay đổi liên tục ra, con này nó quýnh mình ghê đấy. Chạm phong, bạo phong anh này. Ui, cái gì đây? Ui, cái gì đây? Ghê nhỉ. Chú gái hơi bị ghê đấy. Anh tới đây. Nào. Cẩn thận nha, nó hồi máu này thì ăn còn cái nịt đấy. Chạy. Chạy thật nhanh thôi. Trong đây có rương các bạn ơi. Trong đây có rương kìa. Ui, nó đang đến kìa. Nó đang đến đấy. Mình đứng ở đây, mình tung chiêu một cái. Nó đã biết mình. Ôi, cái gì đây, nó quýnh mình. Nó quýnh được mình các bạn. Ghê thật, đứng ở trong đây. Nó trốn trong đây, nó vẫn quýnh được mình các bạn nha. Ghê ơi, đến đây anh em ơi. Đến đây nào em ra. Chạy đi. Đừng tiếp cận gần nó. Chờ nó, chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt đây. Này thì đứng lại đây em trai. Come on baby. Come on nào. Chiu. Đánh nó xong mình phải chạy tụt quần đây. Con này nó mạnh lắm, nó vẫn còn mạnh lắm. Mình lúc đầu mình cộng nhầm ấy. Nên bây giờ ui, cẩn thận nha, ngoài kia có ai đang đến. Đến KS con này của mình nó thì toang quá đây. Đừng ai KS mình nha. Nào làm sao? Chú ơi, chú bị nhốt trong đây rồi. Ui, chạy. Nào dùng kiếm, nó sắp đi rồi anh em ơi, nó sắp đi rồi. Ai, đau thế, con này bắn tơ ghê thế nhỉ. Mi sắp đi rồi, không sống được đâu. À thì bạn ơi không sống đâu. Ui ui, kìa, đau. Ghê chưa. Này thì ghê chưa. Nó kỹ thuật, chưa có chiêu mà mình đã dùng chiêu rồi. Con nợ nhựa này, mi không sống đâu. Chiêu. Còn một tí máu nữa thôi các bạn ơi, mình sẽ sửa đẹp nó. Boom. Sử dụng nó bằng chiêu xoay kiếm thành công. Yeah, lên cấp. Nhưng mà rất tiếc mình chưa nhận được cái áo choàng này của nó các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng mình cũng ra được cái vật phẩm áo khoác hồng rồi các bạn ạ. Trời ơi, may quá, ba con boss thì mới rớt ra được cái vật phẩm áo này. Trời ơi, đang ngồi buồn không biết nói gì, cuối cùng nó ra. Yeah, come on baby. Vật phẩm này có tăng được cái gì chúng ta, tăng sức mạnh hay là nhìn trông chỉ ngầu lòi vậy thôi. Trời. Ok, thật là phê. Yeah. Cuối cùng mình cũng đã sở hữu được cái áo hồng này rồi. Cái áo hồng này chắc là xịn hơn cái áo trắng đấy nhỉ các bạn ạ. Quả cái hải quân đúng không? Đấy, cái này của quản ngục cơ mà. Khét luôn chứ bạn ơi, ngầu luôn. Trời ơi, mình tưởng nó khó, thực ra mình đánh có 3 con nó ra rồi các bạn ạ. Ok anh em nha, ngon. Áo khoác, cũng bình thường thôi, cái này áo khoác màu xanh, áo khoác đẹp. Nhưng thôi, có cái mặc còn hơn là không các bạn ạ. Có cái mặc còn hơn là không. Trời ơi, ngầu luôn anh em ơi. Mấy ngày thôi mà mình cũng không đến nỗi là phế lắm đâu các bạn ơi. Đấy, bây giờ cũng có được 400
97k tiền đấy các bạn ơi, cài một lúc là có tiền luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ nhé các bạn nha, đi làm nhiệm vụ nha. Đánh được con bot đấy là ngon rồi, let's go. Lên thuyền và đi thôi anh em ơi, làm nhiệm vụ tiếp nào. Kiếm tiền và nâng cấp thôi nào. 270, cấp 270 các bạn thấy mình cài cấp nhanh không? Hôm qua mới cấp có 100 bao nhiêu, hôm nay đã cấp 270 rồi, trời ơi quá ghê gớm luôn đấy các bạn ạ. Ngon 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 ngon. Vui, cuối cùng mình đã lấy được cái áo màu hồng. Nhìn mình vẫn phèn các bạn ơi. Tiếp tục nào. Đây nhiệm vụ của chúng ta hình như là đến đấu trường Nam Ma các bạn ạ. À, đấy cày tiền ở đấy, cày tiền đấu trường ở đấu trường Nam Ma đấy các bạn ơi. Kiếm tiền, kiếm tiền. Bây giờ có 497 đô thôi. Trời ơi, nếu mà mình còn tiền từ hôm qua đến hôm nay mình mua được một cái kiếm 1 triệu đô đấy các bạn ạ. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Nhiệm vụ của tôi là gì nào anh ơi? Tiêu, nhiệm vụ đầu tiên chiến binh La Mã. À, đâu có chiến binh La Mã các bạn ơi. Ok, chiến binh La Mã đâu? Chiến binh La Mã rồi. Nhìn anh đây, anh mới có quả áo màu hường. Quả áo màu hường nam tính này. Anh mới có quả áo màu hường nam tính này. Em ơi, em ơi, em ơi. À, đủ ghê. Gánh mình em ơi. Nó gánh mình. Áo màu hường nam tính hơi bị khẽn luôn. Rồi. À, ba con đây rồi. Đến lại tụm này, tụm quái lại đây. Anh tiêu diệt một thể luôn nào. Tụm này đây, anh tiêu diệt một thể luôn nào các em ơi. Tụm này đây. Boom, ghê. Có cái áo này. Wing nó tự tin hẳn lên các bạn ạ. Xong, ngon. Ok anh em ơi, còn có một con nữa thôi là mình xong cái nhiệm vụ ở đây đấy các bạn ơi. À, nhiệm vụ này đơn giản các bạn ơi. Nhiệm vụ này nói chung là chủ yếu là chúng ta đến đây để farm tiền thôi, lấy tiền thôi, farm cho nhiều tiền đấy các bạn ạ. Nào. Đấu trường Nam Á. Chiu. Ok kia. Bạn ơi, mình thả bạn đấy. Bạn nghĩ bạn thắng được mình sao bạn ơi? Mấy con boss này quá yếu đối với mình. Sau khi mình có áo choàng màu hồng thần thánh này thì như con boss này quá yếu đuối với mình các bạn à. Quá yếu đuối. Đây, cho mình biết sức mạnh của ta này. Nhờ anh nhận BB lên cấp. Lên cấp. Chiu, đi thôi. Đấy các bạn ơi, vừa lên cấp vừa được nhận cái gì ta. Đây này, xem nào đây. Ôi, cái con này nó vẫn còn quýnh mình này. What the. Khoan anh bạn ơi. Trời ơi, hắn tiêu diệt mình rồi các bạn ơi. Con nợ này dám tiêu diệt anh à. Trời ơi. Các bạn ơi, nhìn này. Khi mình chết này các bạn ơi. Nhìn mình ngầu lòi các bạn ơi. Đây là cái trái cấm của mình các bạn nha. Khi mình chết thì nó ngầu vậy đấy các bạn ạ. Quá ghê gớm. Quá chất, quá khét luôn các bạn ơi. Ok các bạn nha, thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn nếu thấy thích cái video này của mình, nếu muốn theo dõi nhân Bimbi chơi trò vlog food thì các bạn hãy ấn like, ấn đăng ký kênh theo dõi mình nha. Mình sẽ sớm trở thành hải tặc mạnh nhất thế giới các bạn ạ. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của nhân Bimbi. Ok.